với mục đích hướng tới dịch vụ taxi, mẫu hatchback chạy điện BYD2F đã lần đầu tiên được chỉnh làng vào tháng 9 năm 2019. Sau khi chỉnh làng, BYD2F đã tạo được chỗ đứng nhất định trong lòng khách hàng với mức doanh số 19.616 chiếc bán ra trong năm 2020 và 34.265 chiếc trong năm 2021 tại Trung Quốc. Tuy nhiên, mẫu xe này sau đó đã bị dừng sản xuất vào năm 2022, nên doanh số giảm xuống chỉ còn 17.935 chiếc. Để hồi sinh dòng xe này, nhà sản xuất đã cho ra mắt thế hệ mới của BIDE2F vào năm 2023 với 3 phiên bản, có giá từ 337 đến 484 triệu tiền Việt. Mức giá này thậm chí rẻ hơn cả những mẫu xe cỡ A như Hyundai Grand i10 và Kia Morning. BIDE2F thế hệ mới được phát triển trên nền tảng E-platform 3.0 và có diện mạo sang trọng, ấn tượng hơn so với thế hệ cũ. Mẫu hatchback BIDE2F mới có chiều dài cơ sở 2610 mm, với chiều dài tổng thể 260 mm, rộng 1760 mm và cao 1530 mm. Kích thước này tương đương với các mẫu xe thuộc phân khúc B. Thiết kế ngoại thất của BIDE2F thế hệ mới đã được làm lại, với phần đầu xe có chi tiết hình chữ X ở cản trước và lưới tản nhiệt khép kín. Mẫu xe này có một đường viền màu đen giúp kết nối cụm đèn pha với nhau nắp capo của xe được thiết kế nhô cao ở hai bên. Nhìn từ bên sườn, xe gây ấn tượng với những đường dập gân nổi bật và bộ vành hợp kim đa chấu phối hai màu. Tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu và anten vây cá sơn cùng màu thân xe, ba gờ nóc màu bạc cũng như nẹp trang trí màu đen trên cửa. Cổng sạc của xe nằm trên chắn bùn trước bên phải. Cả ba phiên bản của BIDE2F mới đều dùng mâm xe hợp kim 16 in. Khu vực đuôi xe có cánh gió, và đèn hậu dạng xuyên thấu là những điểm nhấn đáng chú ý nhất. Bên trong cabin, để giúp BID E2F trông gần giống với các mẫu xe mới khác của BID, nội thất của mẫu Hatchback này cũng đã được làm mới hoàn toàn. Mẫu xe này được trang bị màn hình giải trí kích thước 12.8 inch, có thể xoay ngang, dọc, cụm đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 8.8 inch, vô lăng 3 chấu hình chữ D. Đi cùng với đó là vô lăng đáy phẳng 3 chấu, đưa E2 đến gần hơn với các loại xe khác trong dòng sản phẩm Ocean Series của BID. BID-E2 áp dụng cách bố trí 5 chỗ ngồi và khoảng để chân khoảng không trên đầu khá ổn. Tuy nhiên, hành khách ngồi phía sau không có bất kỳ ổ cắm ác nào. BID-E2 cung cấp 3 chế độ lái gồm chế độ tiết kiệm năng lượng, thể thao và đường tuyết. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình rất tiện lợi khi lái xe đường dài, với tốc độ cao. Sức mạnh của BID-E2F tới từ một động cơ điện có công suất 95 mã lực và mô men xoắn 180 Nm. Mẫu xe này đi kèm với bộ pin LFP 43 kW. Với hệ chuyển động này phạm vi di chuyển lên tới 405 km. Chiếc xe chỉ cần 4.9 giây để tăng tốc từ 0 đến 50 km/h trước khi đạt tốc độ tối đa 130 km/h.